Em Nam mến chào quý anh chị. Vị trí đất hiện tại em đang đứng thuộc khu vực cư xá Liên Hiệp, Đức Trọng. Lô đất mà hôm nay muốn giới thiệu với anh chị có diện tích là 5 nhân cho 24, đã có sẵn 100 m thổ cư. Đường trước đất là đường 10 m rộng rãi. Lô đất của mình có ranh giới là từ vị trí hướng tay em chỉ đây sang phía bên này và sâu ra đằng sau phía đấm cỏ bên kia, để em ra cái chỗ cỏ trống này cho anh chị xem cái chiều sâu cho nó thực tế hơn nha. Mình có vỉa hè sẵn rồi. Chiều sâu của nó sẽ được hướng tới cái hàng rào kia. Vị trí đất của mình thì cạnh cái sát cái nhà bên này. Ở bên phía bên trong này thì nhà xây đã san sát hết rồi. Từ vị trí đất mình di chuyển ra ngoài đường lộ chính thì chỉ khoảng tầm 80 m thôi. Mình rẽ tay trái là mình sẽ đi ra hướng cao tốc và hướng vòng xoay Linh Khương, hoặc là một hướng còn lại mình sẽ đi di chuyển lên Đà Lạt. Và hướng bên phải mình sẽ ra trung tâm của cư xá, đó là khu đường Cổng Vàng, nhà thờ An Hòa, như là trường tiểu học, trường mầm non, cũng như là ra chợ. Tất cả tiện ích thì chỉ trong vòng bán kính là 2 đến 2,5 km thôi. Đường thì đường rộng rãi hết rồi, ngoài kia ngoài đường chính. Ra ngoài này mình có thể hướng đi về gần reo, hoặc là mình ra ngoài trung tâm của cư xá. Xung quanh đây thì dân trí rất là cao nha quý anh chị. Nhưng chị thấy ở bên ngoài kia đều là xây nhà lớn hết rồi, nhà Mai Thái biệt thự rất là lớn. Tiện ích ở trên khu cư xá này đang rất là phát triển, dân cư rất là đông đúc, cũng như là khí hậu thì rất là mát mẻ rồi. Lô đất này rất là phù hợp cho quý anh chị nào mình xây dựng để ở. Đường rất là rộng rãi, nhìn rất là thoáng luôn quý anh chị ạ. Giá hiện tại người chủ muốn bán, người chủ hiện tại đang ở Hà Nội, đang cần tiền để cọc một lô đất mới, nên bán lại, gửi bên em bán lại giá là 1,6 tỷ. Nếu mà mình có thiện chí, mình muốn thật sự mình muốn mua, mình có thể liên hệ với em qua số điện thoại là 0931 326 025. Em sẽ đưa anh chị tới xem rất thực tế, rồi nếu có phát sinh nảy sinh thương lượng thì mình có thể bớt được khoảng bớt lọc khoảng vài vài chục, 1 tới 20 triệu. Em nghĩ là trong khoảng tầm đó thôi, bởi vì hiện tại thì người ta cũng đang cần tiền. Thì mình có thể thương lượng nếu mà thật sự mình có thiện chí, mình muốn mua đất ở đây, mình muốn xây dựng ở đây. Video của em đây là hết rồi. Nếu anh chị nào mà mình quan tâm đến lô đất, mình hãy liên hệ với em nha. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video và chúc quý anh chị một ngày tốt lành.